Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay em ra cái lô bông trang hoàng kim đỏ. Và đây là cái bông của hoàng kim đỏ, rất là đẹp nha cả nhà. Đó, đây là những cây giống bên em. Và đây là cái bông trên cây mẹ em hái xuống để vào cái chén. Đó, để vào cái chén như vậy cho đẹp cho cả nhà xem, để mình thấy cái mặt bông. Và đấy là những cây giống bên em. Bây giờ em sẽ giới thiệu từng cây cho cả nhà xem, để cả nhà tham khảo, để mua bông ủng hộ bên em. Đây, rất là đẹp nha, cái cánh bông này. Hoàng kim đỏ, cánh bông ảnh cũng bầu bầu, cái chót cánh bông thì ảnh cũng nhọn nhọn, khá là đẹp. Và cái nhụy vàng. Và bây giờ em sẽ cầm lên từng cây cho cô chú anh chị xem từng cây giống. Đây là những cây em mới vừa cho ra khỏi vàng. Đây, bông trang hoàng kim đỏ. À, cô chú anh chị thấy hoàng kim đỏ này là cao tầm 2,5 tấc nha cả nhà. Hoàng kim đỏ này cao tầm 2,5 tấc. Em bầu trong cái bầu ni lông nè, rất là gọn, ship code cho cô chú anh chị rất là an toàn. Khi mà cô chú anh chị mua về á, mình cho ra cái chậu, cho ra chậu chậu nhựa, hoặc là mình trồng vô chậu xi măng luôn, rồi mình nuôi lớn từ từ lãnh lên bông đẹp lắm. Lúc mà mới mua về á, cô chú anh chị để trong mát, để nguyên bầu gì nè, để trong mát 1-2 ngày, sau đó cô chú anh chị trồng rồi mình hả để ra nắng, để cho ảnh khỏe cây, ảnh thích nghi với cái môi trường. Tại vì trong quá trình vận chuyển á, em đóng hàng kín lại á, thành ra cô chú anh chị lúc mà mình mới nhận cây về, mình thanh toán tiền cho shipper xong rồi mình tháo cây ra, mình để 1-2 ngày rồi mình hả xả ra nắng. Cô chú anh chị trồng liền thì tốt, trồng liền luôn, nhưng mà mình để trong mát 1-2 ngày rồi sau đó mình đem ra nắng. Còn nếu như mà mình chưa có thời gian trồng thì cô chú anh chị để trong mát 1-2 ngày rồi mình trồng vẫn được. À, hoàng kim đỏ, hoàng kim đỏ này ảnh phát triển cũng mau lớn lắm cô chú anh chị. Đa số cây bên em mới là khỏe hết rồi là em mới cho ra bội gửi cho khách những cây như vậy thì ảnh rất là khỏe, rất là an toàn. Có cây là ảnh cao lắm luôn cô chú anh chị. Cây này chắc cả 3 tấc luôn à, 2,5 tấc, 3 tấc. Hoàng kim đỏ, cái đọt đỏ. Đặc điểm nhận biết là cái đọt này ảnh đỏ lờm hả nha cô chú anh chị. Và cái thân nữa, cái thân của cái cây ảnh đỏ nè. Cô chú anh chị thấy cái đọt cũng đỏ ha. Rồi cái thân từ trên xuống đỏ luôn. Cô chú anh chị thấy ông đỏ đó. Bởi vì đặt cho ổng cái tên là hoàng kim đỏ là không sai mà. Cái bông có mấy cây cao lắm cô chú anh chị, cái lá ổng mập lắm, lá xanh đậm, mập mạp.
Thì một cây như vậy á là em bán là 15k nha cô chú anh chị. Ở cây cao như vậy 15k cô chú anh chị lấy 10k là em bao ship có tận nơi cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị lấy 20 cây thì em tặng 2 cây. Mà 10 cây thì em mới bao phí ship cho cô chú anh chị. 10 cây là bao phí ship. Còn 20 cây là em bao phí ship, em tặng thêm 2 cây cho cô chú anh chị. Đó là khuyến khích cô chú anh chị mua số nhiều để mình trồng trong mùa mưa này. Rồi cô chú anh chị có thể mua lẻ 2 cây, 5 cây, nhưng mà phí ship cái cô chú anh chị chịu phí ship nữa. Thành ra nó không có ngợi, không có ngợi cây, không có ngợi tiền. Cô chú anh chị mua 10 cây, 20 cây vừa ngợi cây mà ngợi tiền nữa. Mà bông trang bây giờ cô chú anh chị đầu tư, ví dụ đầu tư để sau này mình vừa chơi, rồi nếu như mà có ai thích hỏi mua, cô chú bán lợi cũng mang lại nguồn thu nhập, nó cũng có ý nghĩa kinh tế nữa. Bông trang giờ mau thu lại tiền lắm. Cô chú anh chị vừa chơi mà vừa bán lại có tiền nữa. Thành ra cô chú anh chị đừng có ngại đắn đo, mình cứ mua. Đó, bông trang hoàng kim đỏ. Có cái này nè, lúc em trồng á, em cho ổng vô cái chậu C5 luôn nè. Thành ra chậu như vậy cũng vừa. Cô chú anh chị về á, mà mình có chậu C5 á, mình thay ra chậu C5 là cũng được. Rồi sau đó rồi mình cho ảnh khỏe, thích nghi thời gian của chú cho ra chậu xi măng. Chậu này cũng chậu C5 nè cô chú anh chị. Ảnh phát lên ha, cái lá ổng to đùng. Cô chú anh chị lâu lâu mình tưới Atunit cho cái lá ảnh xanh, cho cây xanh tốt khỏe từ từ. Rồi cứng cáp thân, rồi bắt đầu mình sẽ nuôi, mình dưỡng cho ảnh lên bông. Lúc còn nhỏ gì là mình cho ảnh xanh lá, cho ảnh lên đọt non, là mình xịt Atunit. Rồi khi mình lớn cứng cáp rồi, cô chú anh chị dưỡng. Cô chú anh chị muốn có bông nhiều thì mình kích bông cho ảnh. Còn để bông tự nhiên thì ảnh sẽ hơi chậm một tí, nhưng mà bông ảnh sẽ đẹp. Cô chú anh chị lúc nào cũng vậy, mình kích bông, mình tưới, mình cho ảnh mau nở bông thì thường cái cây ảnh sẽ bị si xuống. Còn cô chú anh chị để cho ảnh lên bông tự nhiên thì cánh hoa ảnh tròn trịa, đồ đủ màu, đủ ánh nắng là cái bông ảnh sẽ tươi. Còn mà mình ép á, mình ép ảnh cho ảnh ra bông á, nhiều khi cái bông ảnh lợt lắm cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị nào thích bông trang hoàng kim đỏ, cây giống á, mình đầu tư cây giống ngay từ bây giờ á, thì alo cho em nha. Em có rất là nhiều cây giống. Đây là những cây mẫu em đem từ vườn vô để em quay cho cô chú anh chị. Thì em ra số lượng rất là nhiều. Cô chú anh chị lấy 5-10 cây, 20 cây trở lên thì sẽ có 10 cây, 20 cây thì sẽ có tặng và bao phí ship cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị lấy từ 100-200 cây trở lên đó thì cái giá sẽ ưu đãi khác nữa. Đó, cô chú anh chị nhanh tay kết bạn Zalo hoặc là alo trực tiếp qua số điện thoại của shop em là 0911 643 600 để chốt đơn cho cô chú anh chị. Thì mình tránh đừng có để thông tin cá nhân của mình ở trên mạng. Cô chú anh chị thấy cái video này của em có để cái số điện thoại trên tiêu đề á. Cô chú anh chị mua bông thì cứ alo cho em hoặc là kết bạn Zalo, rồi em trả lời, em check tin nhắn Zalo suốt 24/24. Cô chú anh chị cứ yên tâm.